Xin chào mọi người, hôm nay lồng chim Minomix sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái mẫu lồng khuyên chạm 3D tan gù nổi tích lân khí cầu và tích ngũ lông chân châu cực kỳ đẹp nha mọi người. Bảy cái cây bên tay trái mọi người thấy đây á, là tích lân khí cầu nè mọi người, còn cái bảy cái cây bên tay phải đây là chạm ngũ lông chân châu. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết một chút cho mọi người coi nha. Trước tiên mà mọi người quan tâm đến các cái mẫu lồng khuyên đẹp như thế này thì liên hệ với bên mình, website là minomix.com, còn cái fanpage trên Facebook á, là lồng chim Minomix nha mọi người, chỉ cần gõ lồng chim Minomix là sẽ hiện lên cái bên mình. Rồi tại sao trong cái clip này mình lại để có cây màu trắng và có cái vàng ở giữa màu đẹp như thế này thì mọi người hãy đi vô chi tiết một chút nha. Đây mọi người nhìn kỹ cây này, đây là cây lồng lân khí cầu mọc, mọc là chưa vô dầu nha mọi người, mới chạm xong làm nguội thôi và chưa có vô dầu, chưa có ráp hoàn chỉnh thì nó sẽ có cái màu như thế này. Còn sau khi mà đã vô dầu và đã hoàn chỉnh hết các cái khâu thì cái màu và cũng như cái hình là nó sẽ ra như thế này. Mọi người nhìn kỹ nha, rất là nét. Đây mình zoom ra luôn. Đó, mọi người nhìn kỹ nè, lân khí cầu rất là nét, từng chi tiết một. Đó, rất là đẹp. Cái lồng này rất là đẹp nha mọi người. Còn bên đây là ngũ lông chân châu rồi mọi người. Mẫu này thì cũng đã quá hot rồi, mình cũng không có giới thiệu nhiều. Cái clip này mình chỉ giới thiệu cho mọi người coi chi tiết một chút, cắn một chút để mình gieo. Đây là cây ngũ lông chân châu mọc nè mọi người. Đó, mọi người thấy trước và sau khi vô dầu là nó đã có một cái sự khác biệt rất là nhiều rồi. Đây là cái màu thật của hai cái này nè. Đó. Rồi. Hiện tại thì các cái mẫu này bên mình nó quá nhiều, cho nên mọi người mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với lồng chim Minomix. Bên mình thì ship code toàn quốc cho mọi người nha mọi người. Rồi. Cái này mình chỉ giới thiệu sơ sơ về hai cái mẫu khuyên này cho mọi người coi lúc trước và sau khi vô dầu. Đây là một loạt, này là một loạt cái tang thôi nha mọi người, cái phần chân thôi. Còn cái phần thân thì mình đã bỏ phía trong rồi, mình xếp lên vậy nhìn cho nó hoành tráng thôi, quay cho nó đẹp clip thôi. Đó, nhìn kỹ rất là đẹp nha mọi người. Rồi mọi người quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với lồng chim Minomix. Rồi xin cảm ơn.